Thưa quý vị, xuất phát từ tấm lòng yêu thương và mong muốn tiếp theo nguồn động lực cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch COVID-19, không ít bạn trẻ đã phối hợp cùng với nhau để trao tặng hàng nghìn chai nước cam tươi tới các bác sĩ và chiến sĩ như một phần trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay đồng hành cùng với cộng đồng, cùng thành phố chống dịch và giải quyết một phần khó khăn tại các bệnh viện hiện nay. Những chai nước cam được trao tặng mỗi ngày như là một lời động viên cùng chung sức với các chiến sĩ trong mặt trận chống dịch COVID-19. Và hơn cả, những hành động ý nghĩa này của các bạn trẻ đã cho thấy rằng ngành y không hề đơn độc trong trận chiến đầy khó khăn này. Đã gần một tuần nay, cứ tầm 6 giờ sáng, tại địa chỉ 219 Hồ Nghinh, những bạn tình nguyện viên này lại tập trung về. Không ai bảo ai, mỗi bạn một phần việc, từ rửa cam, vắt cam, vệ sinh vỏ chanh, vệ sinh vỏ chai đến đông chai, tất cả đều rất nhịp nhàng. Họ làm việc không ngơi nghỉ với mong muốn mang đến những chai nước cam chất lượng nhất cho đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Hiện tại thì đến ngày hôm nay thì bọn mình đã làm 1.100 chai và mình cũng muốn là tụi mình có cái sức nhiều hơn để làm cho nó nhiều hơn nữa. Vì mình thiết nghĩ rằng với cái thời tiết diễn biến đang phức tạp như thế này, những cái chai nước tăng sức đề kháng rất cần thiết cho những y bác sĩ, những cái bệnh nhân và những người nhà bệnh nhân đang chăm sóc trong bệnh viện. Luôn ý thức được việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, mỗi bạn tình nguyện viên tại đây trong quá trình phát cam đều đeo khẩu trang, đội mũ chắn giọt bắn và mang găng tay túi bóng đầy đủ. Cứ khoảng 30 đến 45 phút, mọi người lại thay găng tay để đảm bảo vệ sinh. Để đảm bảo giữa cái chuyện mà tránh lây nhiễm giữa mọi người với nhau và để tránh cái chuyện mà lây nhiễm cho những người khác, thì khi mà làm việc thì ở đây thì chúng tôi vẫn đảm bảo vệ sinh. Đầu tiên là đến là cũng sát khuẩn từ tay chân mặt mũi cho đến là cổ họng. Sau đó là đeo khẩu trang và đeo mũ bảo hộ. Và trong cái quá trình mà làm việc thì tất cả các khâu thì đều đảm bảo an toàn, chất lượng vệ sinh hết. Chai nước cam giá trị vật chất không lớn, nhưng gói ghém tâm huyết, tình cảm của các bạn trẻ gửi tới các y bác sĩ. Bởi giữa đại dịch, những ngành nghề khác có thể chậm lại, nhưng ngành y phải nhanh hơn, phải gồng mình chiến đấu liên tục. Cái thời gian mà rảnh rỗi trong cái mùa dịch này làm cho mình nó có được những động lực, truyền cảm hứng cho những người khác, mang lại ý nghĩa giúp đỡ đến nhiều hơn đến những khu cách ly hoặc là những người mà cần chai nước uống này. Mọi người đến rất đúng giờ và cứ làm rồi hết giờ rồi đi về, thậm chí là mệt quá nhưng mà cũng không ai than thở với nhau câu nào, lại động viên làm sao để giữ sức khỏe để ngày mai tiếp tục. Thì chắc là đó là do là cái sự lan truyền ấy, của cái lòng trắc ẩn, cái tình thương người của mọi người ở đây cũng như là của cái cộng đồng mình. Nếu mà mình vẫn tham gia trong một cái nhóm nhưng mà mình có một cái khoảng cách, mình giữ được cái sự an toàn cá nhân của mình cũng như an toàn cho cái cộng đồng thì mình vẫn nên làm ạ. Với thông điệp tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19, những chai nước cam với lời nhắn nhủ giữ sức khỏe để vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng rằng điều này có thể mang đến niềm vui, sức khỏe và động lực cho những ai đang ngày đêm chống lại đại dịch COVID-19.